Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay đó là đầu tuần tại Hoa Kỳ ngày 2 tây tháng 8 năm 2021 Và ở Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ ba, ngày 3 tây tháng 8 rồi Thì chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục nói về tình hình của thị trường Chúng ta sẽ nói về giá cả của Bitcoin Nhưng mà mới hôm nay thôi các bạn thì được là chúng ta đã bước qua tháng 8 rồi Thật sự là quá nhanh Còn nhớ ngày nào À, chúng ta rất muốn biết được là kết thúc tháng 9 đó, Kết thúc cái quý 3 này tình hình giá cả Bitcoin sẽ ra sao Bây giờ các bạn hiểu chúng ta đã bước qua tháng 8 rồi Thì tháng 9 chỉ còn một tháng nữa thôi Thì chúng ta thấy được là tình hình ngày hôm nay đó Thì chúng ta sẽ nói tới một số những thông tin liên quan Một số những tài liệu liên quan đến giá cả Cũng như là một cái tin tức mà có thể nhiều bạn rất muốn biết Đó chính là tin tức liên quan đến một cái tài liệu đến một cái dự luật ở Hoa Kỳ, dự luật này nó có ảnh hưởng như thế nào mà khiến cho nhiều người lo lắng như vậy? Chúng ta cũng sẽ nói tới những thông tin như là chúng ta sẽ nói tới thông tin liên quan tới công ty Square và chúng ta cũng sẽ nói tới thông tin liên quan đến Cardinal và một số những tài liệu khác. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên những cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì tình hình đó các bạn thấy được là giá cả bây giờ xoay quanh có mức là khoảng 39.000 đô cả ngày hôm nay Sau khi mà chúng ta thì được cái T2 ngày đã giá nó lên tới cái mức là khoảng 42.500 đô Thì chúng ta thì được là sau khi Bitcoin đã có một cái sự tăng trưởng rất mạnh Liên tục là một ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, 8 ngày, 9 ngày, 10 ngày liên tục Chúng ta đã thấy đây là cái ngày thứ tư ngọn nên đỏ đã xuất hiện Nhưng mà chúng ta được là đương nhiên tăng như vậy thì chúng ta cũng phải có cái điểm dừng để mà có thể tích lũy. Thì bây giờ đó giá cả cũng đã đi xuống từ cái mức là 42.500 đô xuống tới cái mức thấp đó ngày hôm qua và ngày hôm nay đó là khoảng 38.600. Bây giờ chúng ta vẫn sẽ quên cái mức là 39.000. Thì chúng ta nhìn vào một số những tài liệu đó như là tối hôm qua thằng có chia sẻ rất nhiều những thông tin trên những mạng xã hội như là các bạn thấy những cái hình như là ở trên màn hình này thì có thể là nhiều bạn đã nhìn những thông tin này cũng không có hiểu rõ tại vì không biết là có nhiều bạn mới tham gia vào channel thuận Capital video này thì đây là những cái alert, những cái thông báo đến từ crypto coin thì thuận đặt những cái thông báo những thông báo này nghĩa là gì những thông báo này đây là liên quan tới stable coin stable coin là gì stable coin đó chính là những đồng ổn định có nghĩa là những đồng mà có giá là một đô la nhiều bạn đó thì có thể là không đọc kỹ cho nên nghĩ là chúng ta thấy hiện tượng là có những đồng đẩy lên trên sàn cho nên đây là hiện tượng xấu đối với giá cả không hẳn như vậy cái mà chúng ta nói tới đó chính là những đồng ổn định những đồng mà có giá là một đô la như là đồng USDC đồng Tether vân vân thì cái ở lưới này nó nghĩa là mỗi lần mà chúng ta thấy con số lên hơn 100 đó thì coi như là nhiều thì nghĩa là sao có nghĩa là đó các bạn thấy được đây đó là con số đại diện cho cái số lượng giao dịch đẩy đồng ổn định lên trên những cái ví của sàn như là đẩy những cái đồng mà có giá trị một đô la lên trên ví của sàn và con số này đại diện cho cái số lượng giao dịch chứ không phải là cái số tiền khác nhau rất nhiều thì các bạn thấy được là mỗi lần mà chúng ta thấy được con số như là 149 đi thì nhiều người có thể hiểu đơn giản đó là phần lớn những giao dịch liên quan tới những stablecoin bây giờ là những cái stablecoin này đó là nằm trên mạng lưới của Ethereum có nghĩa là trong vòng khoảng chừng chỉ 13 giây thôi đã có 149 giao dịch đẩy đồng stablecoin lên trên sang giao dịch chúng ta được là cái tài liệu này cho thấy được là trong vòng 13 giây đã có 112 giao dịch đẩy độ ổn định lên trên sàn và cũng tương tự các bạn thường cũng đã chia sẻ rất nhiều những cái thông tin ngày hôm qua đó liên tục liên tục có rất nhiều những tài liệu như vậy được chia sẻ thì chúng ta thấy đó là khi mà các bạn nhìn vào tài liệu tiếp tục hoàn ngày hôm nay đó thì các bạn thấy được rất rõ ràng là ngày hôm qua chúng ta thấy có cái sự tăng trưởng liên quan đến cái số lượng giao dịch đẩy độ ổn định lên trên sàn thì nhiều bạn hỏi thường đó là tin tức này đó thường khi chia sẻ như vậy đó là tốt hay là xấu thì thực ra đó có hai cách suy nghĩ mà nhiều bạn cũng đã uh, chia sẻ cho những cái comment đó chính là một đó nếu như mà họ đẩy những động định này lên sau đó đó dùng để mà mua thì đương nhiên là tốt cho giá cả nhưng mà cũng có thể đây là dấu hiệu là nhiều nhà đầu tư họ thấy được cái gì đó cho nên họ đẩy động định lên để mà chờ sẵn khi mà giá có cái dấu hiệu đi xuống họ có sẵn ổn định để mà thu mua bitcoin. Vì bảo hỏi thường đó là tại sao chúng ta lại nhìn vào tài liệu liên quan đến uh, những cái uh, giao dịch để đẩy đồ ổn định mà không nhìn vào cái số lượng độ ổn định thì đây là hai cách nhìn các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cách nào chúng ta cũng thấy được là trong cái thời gian này đó chúng ta thực sự là thấy uh, có nhiều độ ổn định được đẩy lên trên sàn, nhiều hơn là các bạn thấy là trước đó và chúng ta thấy được là có hai cái uh, giá trị khác nhau. Tài liệu liên quan tới có bao nhiêu độ ổn định đẩy lên trên sàn đó thì cho chúng ta thấy được là cái khối lượng là bao nhiêu nhưng mà không cho chúng ta biết được là cái khối lượng đó là đến từ một người hay là hai người có phải là đến từ cá voi hay là không phải nhưng mà khi các bạn kết hợp với lại tài liệu là có bao nhiêu giao dịch thì thường những giao dịch này đó là đến từ nhiều cái ví thì nhiều người cho là đây là dấu hiệu của những nhà đầu tư riêng lẻ và các bạn thấy được là nhiều người cho là mỗi lần thường chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến nhiều đồ ổn định đẩy lên trên sàn thì dẫn đến cái dấu hiệu là chúng ta thấy giá cả giảm ngắn hạn và từ hôm qua tới bây giờ đương nhiên các bạn thấy giá cả cũng có cái sự đi xuống một chút không có nhiều như là nhiều bạn đã nghĩ nhưng mà cũng đã có cái sự đi xuống thì các bạn thấy được là ngoại trừ tài liệu này ra thì các bạn thấy được là ở trên crypto khoan đó thì có một cái tài liệu à, được chia sẻ chính thức bởi crypto com thì tài liệu này nói gì thì cái tài liệu này nói đó là trong thời gian gần đây đó ngày 31 tây tháng 7 đây là cái post được chia sẻ ngày hôm qua thì cái ngày đó chúng ta thì đã có tổng cộng là 131 tỷ đô la Bitcoin được di chuyển nhưng mà cái khối lượng di chuyển đó ở trên sàn giao dịch đó chỉ là một phần trăm mà thôi có nghĩa là các bạn thấy được là cái số lượng tiền lớn này đã là không được di chuyển bởi những cái sàn giao dịch ở trên màn hình các bạn đó đây là hai cái biểu đồ cái biểu đồ bên tay trái này đó là cho các bạn thấy được là chúng ta thấy có rất nhiều Bitcoin được di chuyển nhưng mà cái số lượng được di chuyển bởi những cái ví của sàn đó là không là bao nhiêu thì đây đó, thường là một cái dấu hiệu cho thấy được là mỗi lần mà cái đường màu xanh này mà có cái dấu hiệu là cắm đầu đi xuống như là các bạn thấy trên màn hình đó thì đây là cái dấu hiệu là phần lớn những giao dịch đó là được giao dịch ở trên sàn OTC chứ không phải là thông qua những sàn giao dịch thì đây là dấu hiệu là chúng ta có những cá voi lớn đi thu mua Bitcoin đây là cái chia sẻ được uh, nói tới bởi crypto khoan mà thường muốn mang đến cho các bạn cầm vào đó nữa các bạn cũng nên nhớ là chúng ta thường hay theo dõi một cái địa chỉ ví địa chỉ ví này đã bắt đầu là từ one p 5 và kết thúc là fhq thì đây là một địa chỉ ví đó bây giờ đứng hạng thứ ba trong tất cả những địa chỉ ví mà lưu trữ nhiều bitcoin nhất rồi thì bây giờ các bạn thấy được là trong cái ví này đã có 113.841 bitcoin trị giá là khoảng 4,4 tỷ đô la thì chúng ta thấy được là cái địa chỉ ví này gần đây Các bạn cũng đang nhớ là ngày 27 Tây và ngày 28 Tây Hai ngày liên tục chúng ta thấy được là có 1.500 Bitcoin rời khỏi ví mỗi một ngày Ở mức giá là 37.700 và 39.742 Thì đương nhiên nhiều người nói là đây chỉ có thể cho thấy được là cái số lượng Bitcoin, 3.000 Bitcoin này rời khỏi ví mà thôi chứ không phải điều hiệu bán thì đương nhiên là phải. Nhưng mà đây cũng là một những cái ví mà nhiều bạn thích à, theo dõi à, cho nên thường cũng muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta thấy được là có 3.000 Bitcoin rời khỏi ngày 27 và 28 Tây, lúc đó giá Bitcoin là 37 và 39. Những cái tài liệu mà Thuận vừa mới chia sẻ với các bạn là những tài liệu gọi là phân tích on-chain thì trong vòng một ngày qua đó ở trên twitter có rất nhiều cái sự tranh cãi liên quan tới phân tích on chain có thật sự là có giá trị hay là không thật sự là có à, những cái điều gì đó có thể sử dụng được hay là không như là thường thường hay chia sẻ với các bạn những thông tin như là bitcoin vào ví rồi khỏi ví vân vân những cái chỉ số như là sopr những chỉ số như là nupr vân vân thì một trong những cái cuộc nói chuyện mà ở trên Twitter được nhiều người biết tới nhất đó chính là cái cuộc nói chuyện giữa Peter Brandt và Willy Wu. Willy Wu là một trong những người mà có thể nói là rất sớm để mà tìm hiểu on-chain và coi coi có thể sử dụng on-chain cùng với lại phân tích kỹ thuật hay là không. Thì Peter Brandt là một người cũng rất giỏi về phân tích kỹ thuật thì nói ngày 15 tháng 7 đó nói là trong cái tình hình này đó thì Peter Brand vẫn nghĩ lúc đó là ngày 15 tháng 7 là giá Bitcoin xoay quanh cái mức khoảng chừng là 31 32 000 thì Peter Brand nói là nhìn vào tình hình này đó thì theo phân tích kỹ thuật ông ta nghĩ là giá cả sẽ đi xuống nhưng mà Willy Wu thì nói là theo tài liệu on-chain thì không nghĩ là như vậy giá cả sẽ tiếp tục tăng trưởng thì uh, Peter Brand nói ngày 15 tháng 7 đó nếu như mà giá Bitcoin có tiếp tục giữ được trên 30 000 đô thì có thể đây là một trong những cái cuộc thử nghiệm Coi, coi coi là phân tích on chain có giá trị hay là không Thì đương nhiên cái bài thư là hôm nay chúng ta ngày 2 tây tháng 8 thì giá là 39 ngàn Không những là giữ được trên 30 ngàn mà còn tăng trưởng trong vòng 10 ngày qua Thì có phải đây chứng minh được là phân tích on chain có giá trị hay là không Đây chính là cái sự mà tranh cãi hiện bây giờ Thật ra mà nói đó là mỗi người đều có một cái nhìn khác nhau Đối với Thuận thì Phân tích on-chain là một cái mảng rất là mới Có thể nói là chúng ta ở trên channel này chỉ bắt đầu nói về phân tích on-chain khoảng chừng là tháng 8, tháng 9 của năm ngoái mà thôi cho đến bây giờ Nhưng mà đã có nhiều người sử dụng phân tích on-chain trước thuận rất là nhiều à, Những người mà có rất nhiều kinh nghiệm như là Willy wu Thì phân tích on-chain đó là một cái cách phân tích rất là mới Đừng nói tới là trong cộng đồng Việt Nam chúng ta Chúng ta nói tới cộng đồng quốc tế đó thì cũng không có mấy người bây giờ chuyên về phân tích on-chain Thôi thì đương nhiên không có chuyên về phân tích on-chain Thôi chỉ cùng các bạn tìm hiểu xem coi những thông tin này như thế nào và thường biết gì thường chia sẻ cái đó để các bạn có thể nắm thêm thông tin mà thôi đối với Thuận, phân tích on chain cũng là một cách phân tích nhưng mà các bạn thì rồi chúng ta cũng như là những cái cách phân tích khác như là chúng ta phân tích tin tức chúng ta phân tích căn bản chúng ta phân tích uh, TA có nghĩa là phân tích kỹ thuật thì đương nhiên uh, không có gì là một trăm hết nhất là các bạn càng thu ngắn thời gian lại thì cái uh, sự gọi là chính xác đó, nó càng giảm xuống tại vì đương nhiên các bạn thấy được là các bạn uh, càng nhìn thời gian ngắn hạn thì bất cứ yếu tố gì cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả mà các bạn không thể lường trước được như là các bạn thấy được là ngày mai công ty Apple ra thông báo là lưu trữ Bitcoin thì tất cả phân tích các bạn trước đó đều sẽ không có hiệu quả Hay là các bạn thấy ngược lại nếu như mà chúng ta thấy có một thông tin gì xấu đến từ Hoa Kỳ liên quan pháp lý đó thì giá cả có thể đi xuống Cho nên chúng ta thấy được là thời gian càng ngắn hạn nên thì phân tích càng không được chính xác lắm Cho nên thường thường, thường thích nhìn vào thời gian dài hạn hơn và đi như các bạn cũng đã biết là thường không có trade ngắn hạn à, Thường chỉ thích đầu tư chung mình giá dài hạn mà thôi Thì phân vâng, tích on-chain cũng là một trong những cái công cụ các bạn có thể sử dụng những cái thông tin như là bao nhiêu địa chỉ ví di chuyển bao nhiêu bitcoin chúng ta nói tới những chỉ số như là on-chain cho thấy được là à, đang lời hay là lỗ vân vân những chỉ số chúng ta thường hay nói tới hàng ngày ở trên channel này đây là những cái công cụ và những chỉ số đó là nhiều chỉ số chỉ mới bắt đầu thành lập mà thôi trong vòng chỉ có mấy tháng qua đương nhiên thời gian tới đó, cùng chỉ số đó có thể là nhiều người sẽ có nhiều cái sự suy nghĩ khác nhau thôi thì vẫn nghĩ là phân tích on chain sẽ có một số những cái lợi thế mà các bạn không thể thấy được khi các bạn chỉ nhìn vào tin tức hay là chỉ nhìn riêng về phân tích kỹ thuật cũng như tất cả các bạn càng sử dụng nhiều công cụ phối hợp với nhau thì cái độ chính xác sẽ càng tăng lên. Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và đối với Thuận đó phân tích on chain cũng giống như là phân tích bỉ mô gì đó chúng ta có thể thấy được những cái động thái nhưng mà những động thái đó, đó ảnh hưởng đến giá cả thì không phải là ngay lập tức mà phải là sau này giống như là thường thường hay chia sẻ với các bạn năm ngoái đó khi mà chúng ta thấy được là chính phủ Hoa Kỳ ra gì có hỗ trợ thì đương nhiên chúng ta cũng đã chuẩn đoán được là tình hình một năm sau hai năm sau thì sẽ ra sao đương nhiên lạm phát sẽ tăng cao lúc đó, đó rất nhiều người ngay cả chuyên gia cũng không đồng ý nhưng mà sự thật đó, thì không phải ngay lập tức giống như là các bạn thì được là có cái hỗ trợ thì mấy tháng sau người ta đã nói là đâu có thấy là giá khả tăng gì đâu đâu có thấy là lạm phát đâu nhưng mà vẫn chưa tới mà thôi lúc nào cũng có sự trì hoãn đây là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta bây giờ hãy nhảy qua để mà nhìn vào tài liệu của những cái altcoin đi thì uh, Bitcoin xuống 1,86% ngày hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục có rất nhiều những màu xanh trên thị trường Nhất là chúng ta nói tới Ethereum đó thì uh, Ethereum tăng trưởng rất là mạnh trong thời gian 2 tuần qua Và Ethereum đó thì tuần này khoảng chừng là hai ngày nữa chúng ta sẽ có cái cập nhật lương đô mà có cái đề xuất là EIP 1559 mà nhiều người đang chờ đợi thì uh, đó là một trong những cái điều chúng ta cần phải lưu ý đến trong tuần này và hôm nay chúng ta sẽ không nhìn vào tài liệu ở trên con Google Tại vì Thuận tìm thấy một cái trang web Một trong những điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay đó Là xem coi là trong vòng 30 ngày, trong vòng 1 năm qua Thì những cái tiền cửa số đó nó có cái sự tăng trưởng như thế nào và so sánh với lại vàng so sánh với lại um, cổ phiếu thì ra sao nhưng mà chúng ta không làm được điều này khi mà sử dụng google cho nên thường để google và tìm được một cái trang web gọi là coin codex thường không sử dụng trang web này nhưng mà chúng ta hãy xem coi trang web này đó cho các bạn thấy được những cái thông tin gì thì đương nhiên các bạn thấy được là trên trang web này chúng ta cũng có những đồng quen thuộc chúng ta sẽ đổi ở trên cái phần này thành 24 giờ chúng ta sẽ đổi thành trong thời gian là 7 ngày qua thì 7 ngày qua các bạn thấy được là có rất nhiều các bạn thấy được hầu như hết là những đồng lớn đều là màu xanh chúng ta thấy được Bitcoin vẫn tăng 5% trong vòng 7 ngày qua Ethereum nó tăng tới 17,68% trong vòng 7 ngày qua và XRP cũng tăng nhiều 18% Polkadot tăng tới 33% và Uniswap tăng tới 24 như 7 ngày qua. Nhưng mà chúng ta chuyển qua thời gian xa hơn đi, như là trong thời gian 3 tháng qua thì 3 tháng trước đó giá cũng khá là cao cho nên các bạn được là từ cái mức cao đó thì Bitcoin vẫn đang trong cái tình trạng là trừ 30% Ethereum đó thì trừ 22% và uh, BNB thì trừ 48%. Hay là các bạn có thể chuyển qua tài liệu là sin all time high có nghĩa là từ cái điểm cao nhất đó, thì giá bây giờ so với cái điểm cao nhất đó là âm hay là dương thì các bạn thấy được là Bitcoin thì vẫn xuống 39%, Ethereum thì vẫn xuống 41% so với cái mức cao cách đây khoảng chừng là 3 tháng. À, BNB thì xuống tới phần nửa lần 52% và XRP vẫn xuống 81%. Rất nhiều altcoin các bạn thấy được là vẫn xuống là 80, 70%. Nhưng mà điều mà tôi muốn chia sẻ vào đây đó là chúng ta nhìn xa hơn nữa đi. Chúng ta nhìn vào trong vòng năm qua thì tình hình như thế nào? trong vòng một năm qua Bitcoin vẫn tăng 242% Ethereum vẫn tăng 613% Đồng BNB thì tăng tới 1 1481% lần Mặc dù là cái giá bây giờ đã thấp hơn là cái giá all time high rồi Nhưng mà cái giá bây giờ vẫn là tăng chữ 1400% so với cái đầu một năm Cardano tăng 834% XRP 169% Dogecoin tăng tới 5.800% lận và Polkadot tăng 402%, Uniswap tăng 316%. Cho nên khi mà chúng ta nhìn vào hàng ngày đó thì các bạn dễ giống như là ngày nào mà giá cả tăng các bạn thấy vui, nhưng mà ngày nào giá cả đi xuống các bạn lại thấy là không có vui. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào cái tài liệu xa hơn các bạn sẽ thấy được là cái sự tăng trưởng thị trường này trong một năm qua đó nó mạnh cỡ nào. Và để các bạn hiểu rõ hơn đó, chúng ta so sánh tài liệu này với lại chúng ta nhìn vào những cái chỉ số chứng khoán đi, tại vì chứng khoán Hoa Kỳ đó vẫn tăng rất nhiều trong vòng một năm qua thì dựa theo chứng khoán của Hoa Kỳ đó thì các bạn thường là Dow Jones à, thì á chỉ tăng có 30,65% mà thôi trong một năm qua. 30,65% tăng trưởng cho chỉ số Dow Jones là một con số rất là cao. Trung bình đó, thì chỉ số Dow Jones chỉ tăng khoảng chừng là trung bình 8% một năm mà thôi, coi như đó là thời điểm tốt rồi chứ đừng nói tới là trong một năm qua chỉ số chứng khoán tăng tới 30,65%. Và các bạn thường là chỉ số S&P 500 thì tăng tới 33% đây là chứng khoán của Hoa Kỳ thì chỉ số Hoa Kỳ thường là tăng chỉ 8% nhưng mà trong một năm qua đó là tăng lên tới 30% lần nhưng mà khi mà chúng ta so sánh với lại crypto đó thì con số 3% đó đó chúng ta có thấy được là tăng trong một tuần thôi là đã hơn trăm rồi chứ đừng nói tới là đợi cả năm và chúng ta so sánh với vàng đi thì thật sự là vàng không có một cái sự tăng trưởng trong vòng một năm qua các bạn thấy được là trong vòng một năm qua à, thì vàng đó trừ có nghĩa là âm 1,04% không những là không có sự tăng trưởng mà còn có sự giảm giá cho nên trong vòng một năm qua các bạn thì được là chúng ta có sự tăng trưởng khi mà nói tới những chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ tăng trưởng cũng khá là mạnh đối với nhiều người nhưng mà khi mà so sánh về crypto các bạn mới thấy được là thị trường này sự tăng trưởng mạnh cỡ nào